Xin kính chào quý vị khán thính giả. Michelle đến từ văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn trong chương trình Thông tin và Cộng đồng đến với quý vị hàng tuần. Và mục đích của chúng tôi là mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về cộng đồng và cũng như cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất từ sàn thượng viện của tiểu bang California. Và như thường lệ, góp mặt trong chương trình hôm nay là cô Nelly Trần, cũng đến từ văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Chị Michelle xin chào Nelly và mời em gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Em chào chị, em cảm ơn chị. Nelly xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên là chúng tôi xin chúc quý vị có một chương trình thật là hữu ích và mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị sẽ giúp quý vị cập nhật được những thông tin mới nhất từ cộng đồng cũng như từ sàn thượng viện của tiểu bang California. Và đầu chương trình thì như quý vị đã biết, nước Mỹ của chúng ta trong tuần lễ vừa qua đã xảy ra một sự việc tại tiểu bang Pennsylvania. Đó là sự ám sát của ông cựu tổng thống Hoa Kỳ và cũng là ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ 2024, đó là cựu tổng thống Donald Trump, trong một buổi vận động tranh cử vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 vừa qua tại thành phố Butler của tiểu bang California. Thì khi ông đang diễn thuyết thì ông đã bị kẻ xấu từ trên nóc nhà của một cái building kế bên nơi ông diễn thuyết bắn hụt ông và ông đã bị thương tại vành tai. Cựu tổng thống Hoa Kỳ đã thoát chết trong một cái đường tơ kẻ tóc đó quý vị. Và nhưng những viên đạn của kẻ xấu bắn đã làm thiệt mạng một người, cựu lính cứu hỏa của thành phố Buffalo Township, đó là ông Corey Corporator, trong lúc ông đang cố chắn những lằn đạn bắn vào vợ và con ông. Và cũng có hai người khác đi rally đã bị trọng thương. Thì Michelle xin chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn của ông Corey Corporator và gia đình của ông được Chúa an ủi trước sự mất mát lớn lao này, và xin hãy nghiệp ý cùng chúng tôi để cầu nguyện cho Chúa luôn quan phòng, gìn giữ và che chở cho cựu tổng thống Donald Trump và gia đình ông được bình an trước những sự thử thách đang xảy đến cho ông từ nay cho đến ngày bầu cử. Đúng rồi chị, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho nước Mỹ của chúng ta được ơn trên phù hộ để vượt qua những sóng gió này. Nói đến sự cầu nguyện thì không biết chị nghĩ như thế nào, chứ tất cả các cơ quan truyền thông đều cho rằng đây là một phép màu. Tại vì chỉ có phép màu mới có được cái bàn tay của đấng thiêng liêng mới giúp được cựu tổng thống Trump thoát khỏi lằn đạn của kẻ gian thôi. Thì riêng cá nhân em là em tin là cái đây là một phép màu thật sự. Đúng rồi đó Nelly, kính thưa quý vị, là một người có đức tin rất là mạnh như Michelle, thì qua cái sự việc vừa xảy ra, mình cũng thấy đây là một cái miracle, đó là một cái phép lạ, vì kẻ gian đã nhắm thẳng vào đầu ông Donald Trump, nhưng mà viên đạn chỉ làm ông bị thương ở vành tai thôi, thì chỉ có 1mm thôi quý vị. Cho nên nếu như ông không có xoay qua bên tay phải thì phải hay bên tay trái gì đó để mà ông đọc cái con số trên cái screen của cái TV thì ông đã bị thiệt mạng rồi, thì viên đạn nó đã trúng vào đầu của ông rồi, thì cái sự việc nó đã tệ hơn cho nước Mỹ của chúng ta rồi. Nên nếu mà chúng ta có tin vào những cái phép lạ và có một cái phép màu, một cái miracle nào đó để cứu ông cựu tổng thống Donald Trump, thì xin hãy cùng nhau hiệp ý để tiếp tục cầu nguyện cho ông được bình an trước những cái sự thử thách đang xảy đến cho ông và nước Mỹ của chúng ta. Và để trở lại với chương trình thông tin từ tiểu bang hôm nay, thì như đã hứa với quý vị trong những chương trình trước, thì chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật đến cho quý vị những cái đạo luật sẽ được cho vào cái phiếu bầu cho các cử tri vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới đây. Thì hôm nay chúng ta đã có danh sách của 10 cái proposition sẽ có nằm trong lá phiếu của quý vị, và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu xem 10 cái dự luật proposition đó là gì nhé. Vâng, kính thưa quý vị, đầu tiên chúng ta muốn nhắc đến cái vấn đề của Prop 47 mà cử tri đã bầu thuận vào năm 2014. Hậu quả là những tệ trạng thả tù nhân dẫn ra đến tệ trạng homeless gia tăng, cướp bóc gia tăng, và càng ngày đời sống an ninh của người dân càng bị đe dọa. Đồng thời tình trạng bất ổn của các chủ kinh doanh nhỏ vì phải thất thoát với sự đập cửa kính, trộm cắp, giật giữa ban ngày.
mà cơ quan tư pháp địa phương cũng không làm gì được họ. Đúng vậy đó, quý vị, kính thưa quý vị, mình sao cũng xin nhắc lại với quý vị sự khác biệt giữa cái luật gọi là cái bill mà chúng ta thấy được bầu ra bởi các cơ quan lập pháp, lưỡng đảng và được bầu chọn giữa hai lưỡng đảng và sau đó được ông thống đốc tiểu bang California thông qua, đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái dự luật để mà trở thành cái bill. Nhưng mà cái luật của cái proposition trên cái lá phiếu của quý vị đó là do các nhà lập pháp được những cái cơ quan dân chúng người ta đệ trình lên, và nếu được thông qua để cho vào lá phiếu đó thì có được trở thành đạo luật hay không là do cái phiếu bầu của người cử tri. Và điều đáng lưu ý một lần nữa là Michelle xin phép nhắc lại là khi mà cái luật proposition mà được người dân bầu chọn đó quý vị, thì các nhà lập pháp họ có muốn sửa đổi lại thì cũng rất là khó. Chính vì vậy khi mà cái luật proposition 47 được cử tri bầu chọn yes, ủng hộ và thông qua vào năm 2014 qua các lá phiếu của họ, thì trong 10 năm qua chúng ta đã thấy có rất là nhiều hậu quả của nó đã xảy đến cho tiểu bang California của chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta phải nắm vững những cái ngôn ngữ trên những cái đạo luật proposition này trên lá phiếu của mình, để nếu mà mình trường hợp mình không nắm vững cái ngôn ngữ đó, mình không hiểu nó là muốn nói gì đó, thì mình có quyền để trống trên cái proposition đó, mình không cần phải bầu yes or no. Là tại vì cái vấn đề xảy ra năm 2014 đó, cái chủ đề của cái proposition 47 đó họ nói trên lá phiếu là gì, đó là Safe Neighborhood and School Act, thì tạm dịch là an toàn cho cộng đồng và trường học. Thì cho nên khi người cử tri họ đọc sơ qua cái chủ đề này thì ai mà chẳng muốn an toàn cho công cộng và an toàn cho cái môi trường học, trường học đâu quý vị. Nhưng thật ra nếu mà đọc kỹ hơn thì đó là một cái nghĩa khác. Cho nên mục đích của chúng tôi hôm nay không phải là hướng dẫn quý vị nên bầu yes or no cho bất cứ một cái dự luật nào, nhưng chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về cái ngôn ngữ trên những cái lá phiếu của cử tri, và từng cái dự luật đó chúng tôi sẽ tìm hiểu, research và giải thích cho quý vị, để mà quý vị có thể am tường những cái ngôn ngữ trên từng cái đạo luật, từng cái dự luật đó, xem coi nó có nó có ảnh hưởng tới cá nhân, tới cộng đồng và tới gia đình của quý vị không. Thì những cái điều đó là quý vị cần nên biết, và quý vị cần phải biết một điều là quý vị có thể để trống nếu quý vị không có nắm chắc. Vâng, chính vì thế, chính vì sự quan trọng của những cái dự luật trên lá phiếu tháng 11 sắp tới, cho nên là trong cái chương trình này, ngoài chia sẻ những cái chương trình của cộng đồng hữu ích dân sinh, những cái chuyện xảy ra ở Thượng viện California, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và dịch thuật, thông dịch những cái rõ ràng những cái dự luật này để mà chia sẻ với quý vị rõ hơn. Thì hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại số 714-374-4000, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ về những dự luật trên lá phiếu của tháng 11 sắp tới đây. Và bây giờ, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu nói các dự luật về các dự luật propositions đã được cho vào lá phiếu của các cử tri vào tháng 11 tới đây. Và một trong những dự luật đó là dự luật Proposition 36. Em xin mời chị Michelle chia sẻ với quý vị khán giả ha. Cảm ơn Nelly. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta lại nói về dự luật Proposition 36 trước, trong khi nó có 10 cái proposition nằm trong lá phiếu sắp tới của quý vị? Vì đây là dự luật mà các nhà lập pháp lưỡng đảng nha quý vị, là cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hết, đã đệ trình nhằm lấp vào một số sai lầm của đạo luật 47, Proposition 47 mà đã được thông qua vào năm 2014. Thì để phân tích về hai đạo luật 47 và dự luật 36 sắp tới đây để thấy nó liên kết như thế nào, thì bây giờ mình sẽ nhắc sơ tới mình nhắc lại nha quý vị, cái Proposition 47. Như mình sao vừa nhắc đến thì đạo luật 47 được cử tri thông qua vào năm 2014. Đạo luật này đã hạ cấp nhiều tội phạm từ felony về buôn bán ma túy, trộm cắp, từ cái tội đại hình là felony đó quý vị, xuống còn tiểu hình thôi là misdemeanor. Thì Proposition 47 đã tăng con số tiền mà bị thiệt hại do cái tội phạm đó từ
400 đồng lên tới 950 đồng. Điều này đã tạo ra một cái làn sóng tội phạm mà chúng ta ngày nay với sau 10 năm thì các băng nhóm trộm cắp lưu động thì họ có thể ăn trộm tới 950 đồng và chỉ nhận được một cái tội phạm nhẹ thôi là misdemeanor quý vị. Vì vậy tất cả các tù nhân vì những tội này được thả ra đường hoặc đưa đến nhà tù nơi quận nơi mà chỉ giam giữ những tội phạm nhẹ thôi rồi sau đó họ thả ra. Và trên lý thuyết thì mục tiêu của luật 47 là họ nói là họ muốn dẹp bớt nhà tù, và số tiền mà họ save được khi mà họ cắt giảm bớt các nhà tù này thì họ sẽ dùng để bổ sung vào những cái ngân sách cho các trường cải quấn, cho các tội nhân, họ sẽ cho vào ngân sách cho hội chống bạo lực, bạo động và hỗ trợ cho các gia đình của nạn nhân. Thì ông thống đốc Gavin Newsom và đại đa số nhà lập pháp của quốc hội của tiểu bang California đó, quý vị biết là chiếm tới gần 80% là dân chủ rồi, họ không muốn bất kỳ ai phải vào tù đại hình hết, cho nên việc tăng số tiền thiệt hại tội trạng lên tới 950 đồng từ 400 đồng đó đã làm các tội phạm nhận ra rằng là họ có thể đánh cắp hoặc họ có thể đánh cướp tài sản trị giá tới 900 đô la mỗi ngày và sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. Họ chỉ bị một cái tội nhẹ là tiểu hình thôi, và dự luật 47 đã tạo ra một làn sóng tội phạm rất là lớn đến nỗi là mất kiểm soát của các cơ quan tư pháp luôn đó quý vị. Và bây giờ Nelly sẽ nói thêm về dự luật Prop 36 mà chị Michelle vừa trình bày có liên quan đến đạo luật 47 như thế nào. Thì District Attorney and Sheriff của tiểu bang California đã hợp tác với nhau để đệ trình lên các nhà lập pháp dự luật 36 nhằm cố gắng cứu chữa một số lỗ hổng của dự luật 47. Dự luật 36 cho phép District Attorney một lần nữa buộc tội trọng tội đại hình cho các tội phạm về ma túy và trộm cắp nếu nghi phạm có hai tiền án trước đó. Thống đốc Newsom không muốn dự luật 36 này được đưa vào lá phiếu của quý vị. Vào tháng 11 này, ông đã cố gắng thuyết phục các district attorney xóa bỏ biện pháp bỏ phiếu và họ đã từ chối. Vì vậy, cùng với các nhà lập pháp đa số ở tiểu bang California, thống đốc Newsom đã đưa ra một đề xuất mang tính cạnh tranh với mức hình phạt nhẹ hơn. Điều này sẽ khiến các cử tri bối rối, đó chính là mục đích của họ. Nhưng sau khi ông bị báo chỉ trích rằng đưa ra biện pháp bỏ phiếu thay thế này, nên trong tuần qua ông đã xóa bỏ nó mà không thông báo gì hết. Song song với việc này, các nhà lập pháp của tiểu bang hiện có 14 dự luật tội phạm tăng hình phạt vượt quá mức mà dự luật 36 đang thực hiện. Cảm ơn Nelly. Và chính vì thế, chúng ta cần phải thực sự nắm vững những gì chúng ta bầu chọn trên lá phiếu của chúng ta là một cái người cử tri về các đạo luật proposition trên cái lá phiếu này, và lưu ý rất kỹ những cái chủ đề của họ dùng, xem có đúng với những gì được viết ra trên cái dự luật đó không. Và trong cái lá phiếu cử tri sẽ nhận được vào mình sẽ nghĩ là khoảng tháng 10 thì cho cái cuộc bầu cử ngày 5 tới tháng 11 tới đây, thì sẽ có 10 dự luật proposition để các cử tri bầu chọn, và Michelle sẽ lần lượt, Michelle và Nelly sẽ nói sơ qua cái chủ đề của cái proposition đó, và trong những chương trình kế tiếp thì chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu research trên những ngôn ngữ chính thức của cái những cái dự luật đó, cái proposition đó để chúng ta trình bày cho quý vị. Thì đầu tiên đó là proposition số 2 trên lá phiếu của quý vị, chủ đề là Education Facility Gold Bond, mình tạm dịch là cơ sở giáo dục có liên kết. Dự luật này trên lý thuyết thì họ sẽ cung cấp 10 tỷ đô la cho các trường, cho các chương trình giáo dục. Thì đó là một cái mình sao chị và Nelly chỉ cung cấp cho quý vị tạm dịch cái chủ đề của nó thôi, rồi trong những chương trình kế tiếp gần tới tháng 10 khi quý vị nhận lá phiếu đó, chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết từng cái proposition cho quý vị. Và cái proposition number 3, nghĩa là proposition số 3 trên cái lá phiếu của quý vị với chủ đề là Marriage Equality, thì tạm dịch là bình đẳng trong hôn nhân. Thì dự luật này trên lý thuyết, luật mới sẽ bỏ cái ngôn ngữ gọi là man and woman, nghĩa là bỏ cái chữ đàn ông trên đàn bà ra khỏi ngôn ngữ trong hiến pháp đó quý vị.
Và tiếp theo là Proposition số 4 với chủ đề là Climate Programs Go Bond, nghĩa là các chương trình về môi trường khí hậu. Dự luật này sẽ được phê duyệt 10 tỷ đô la để chi trả cho các dự án về môi trường và khí hậu. Prop số 5 với chủ đề là Local Government Financing Affordable Housing and Infrastructure Voter Approval allows local government to pass bonds by 55% vote instead of the current 66% vote. Nghĩa là dự luật số 5 trên lý thuyết là về tài chính cho chính quyền địa phương, nhà ở với giá rẻ và sự phê duyệt của cử tri cho hạ tầng cơ sở. Các chính quyền địa phương bỏ phiếu bằng 55% số phiếu thay vì 66% với đạo luật hiện tại. Cảm ơn Nelly. Kính thưa quý vị, tiếp theo là Proposition số 6, dự luật số Proposition số 6 với chủ đề là Prohibit Slavery in Any Form. Thì dự luật này trên lý thuyết nghĩa là bans forced labor in prison, nghĩa là tạm dịch là cấm cưỡng bức lao động trong nhà tù trên mọi hình thức. Và kế tiếp là Proposition số 32 với chủ đề là Raise Minimum Wage to $18, nghĩa là tăng mức lương tối thiểu lên tới 18 đồng một giờ. Dự luật này trên lý thuyết là họ muốn tăng mức lương tối thiểu từ 16 đồng một giờ lên tới 18 đồng một giờ bắt đầu năm 2025. Tiếp theo là Prop 33 với chủ đề là Expand Local Government's Authority to enact grant control on residential property, nghĩa là mở rộng thẩm quyền cho chính quyền địa phương trong việc ban hành sự kiểm soát vấn đề tăng giá thuê nhà ở của cư dân. Dự luật này trên lý thuyết là sẽ cho phép các chính quyền địa phương ban hành luật kiểm soát giá thuê nhà của cư dân được xây sau năm 1995. Prop 34 với chủ đề là Restrict Spending by Healthcare Provider Meeting Specific Criteria, nghĩa là hạn chế chi tiêu của các nhà cung cấp dịch vụ y tế và sức khỏe cho các chi tiêu được chỉ định. Dự luật này trên lý thuyết là phạt các nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã lạm dụng hợp đồng giảm giá Medicare liên bang. Dự luật đòi hỏi họ phải chi 98% doanh thu cho việc chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. Cảm ơn Nelly. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đó là dự luật Proposition số 35 với chủ đề là Provide Permanent Funding for Medicare Healthcare Services, nghĩa là cung cấp việc vĩnh viễn tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medicare. Thì dự luật này trên lý thuyết là họ sẽ thiết lập thuế MCO, đó là viết tắt cho Managed Care Organization, vĩnh viễn để tài trợ cho các dịch vụ Medicare sau năm 2026. Vì từ năm 2009, số tiền này họ phải tái tài trợ sau vài năm. Nếu luật này không thông qua thì Medicare sẽ, nếu luật này nha quý vị, được thông qua thì Medicare sẽ được vĩnh viễn tài trợ. Thì để mình sau giải thích sơ qua cho quý vị hiểu tại sao cái thuế MCO là gì. Thì MCO, Managed Care Organization, là tất cả những công ty bảo hiểm như là Kaiser, Blue Cross, Blue Shield, đó là các công ty bảo hiểm. Thì tiểu bang đánh thuế cho những cái công ty này, gọi là MCO đó, để mà họ thiết lập cái thuế đó, họ cung cấp cho bên Medicare. Nhưng mà cái hợp đồng mà lấy cái tiền thuế cho những công ty bảo hiểm này để cung cấp cho Medicare thì họ phải renew sau vài năm, nghĩa là họ phải tái để mà làm lại cái hợp đồng sau vài năm. Thì cái hợp đồng cuối cùng là từ năm 2009 cho tới năm 2026. Thì nếu mà cái dự luật Proposition 35 này nó thông qua đó, thì nó vĩnh viễn, nó dùng cái tiền thuế của bên cái công ty bảo hiểm này nó tài trợ cho Medicare, chứ không cần phải tái tài trợ, nghĩa là không phải làm lại những cái hợp đồng sau vài năm như vậy. Thì cái dự luật Proposition kế tiếp là Proposition số 36 với chủ đề là Allow Felony Charge and Increase Sentences for Certain Drug and Theft Crimes, nghĩa là cho phép kết án tội đại hình và tăng mức án cho một số tội phạm và tội trộm cắp. Thì dự luật này trên lý thuyết là cho phép các district attorneys, nghĩa là các công tố viên đó quý vị, được tăng các mức án cho các tội phạm về drug là ma túy đó và trộm cắp nếu các tội phạm có tiền án vi phạm trên 2 lần. Thì đó là cái Proposition 36 nãy mình sẽ có nói qua, là nó có
kết nối, connect với cái Proposition 47, là tại vì cái Proposition 36 là họ muốn lắp những cái lỗ hổng mà sơ hở chúng ta đã bầu yes, thì bây giờ cái 36 này để cứu chữa cho cái Proposition 47 đó quý vị. Thì đó là tóm tắt của 10 dự luật Proposition sẽ nằm trong lá phiếu bầu của các cử tri mà quý vị sẽ nhận được trong tháng 10 cho cái cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Thì như đã hứa thì Michelle và Nelly sẽ lần lượt tìm hiểu và thông dịch những ngôn ngữ được viết ra trên từng dự luật một, cái Proposition đó, để quý vị nắm vững trước khi mà mình bầu chọn trên cái lá phiếu của mình. Kính thưa quý vị, chính vì sự quan trọng của cái vấn đề này và cái quyền quyết định ở trong tay của quý vị, cho nên nếu quý vị không hiểu bất cứ cái vấn đề gì trên cái lá phiếu, quý vị có thể gọi số 714-374-4000. Chúng tôi sẽ rất vui lòng giải thích cho quý vị nghe. Vâng, cảm ơn Nelly. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ nói về những gì đang xảy ra tại tiểu bang California. Thì đã từng được gọi, tiểu bang California của chúng ta đã từng được gọi là The Golden State, nghĩa là một cái tiểu bang bằng vàng đó quý vị. Thì vào thứ hai vừa qua, ông thống đốc Newsom đã ký thông qua một đạo luật mà Michelle nghĩ là các bậc phụ huynh sẽ không có vui cho lắm. Thì những cái bậc phụ huynh nào mà có con em học sinh ở cái tuổi high school đó quý vị, thì đó là đạo luật AB 1955. Đạo luật này sẽ cấm các school district, cấm họ có quyền bắt buộc các nhân viên trường học phải thông báo cho phụ huynh biết những thông tin được chia sẻ từ học sinh, ví dụ như các em muốn thay đổi giới tính, các em cảm thấy mình đang bị trầm cảm, các em đang going through cái gì đó. Thì cái luật này là ông Newsom ổng thông qua là cấm tất cả các trường học phải bắt buộc phải bắt nhân viên phải báo cho phụ huynh, nghĩa là coi như là phụ huynh mất quyền kiểm soát luôn, không biết con mình đang nghĩ gì luôn. Dạ, kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì tình trạng là tiểu bang California, những cái school district, có những school district họ có luật bắt buộc nhân viên trong trường phải thông báo với phụ huynh những của họ khi mà học sinh chia sẻ những thông tin mà các phụ huynh mà không muốn cho phụ huynh biết, ví dụ như là các điều mà chị Michelle vừa chia sẻ. Nhưng mà cũng có những school district của tiểu bang lại không bắt buộc nhân viên phải thông báo cho phụ huynh những suy nghĩ của con em mình. Thì đạo luật AB 1995 thông qua thì đã nói rằng không cho bất cứ school district nào có quyền bắt buộc các nhân viên phải thông báo cho các phụ huynh biết về thông tin chia sẻ của con em mình. Kính thưa quý vị, đạo luật này trên lý thuyết là bảo vệ cho các em học sinh về việc khi mà các em chia sẻ ra thì các em bị một cái sự kỳ thị đó quý vị, giống như là về việc đồng tình LGBTQ đó, cho nên là họ không bắt buộc nhà trường phải báo với phụ huynh, nghĩa là các phụ huynh sẽ mất đi quyền phải biết sự suy nghĩ của con mình. Và cùng ngày đó, khi mà ông thống đốc Gavin Newsom ổng thông qua cái luật AB 1955 này đó, thì nhà tỷ phú Elon Musk, CEO của công ty SpaceX, Tesla và X, từng gọi là Twitter đó quý vị, sau khi ông mua lại ông đổi ra là X, thì đã quyết định, ông nói một câu là enough is enough, nghĩa là ông đã quá ngán ngẩm, quá đủ rồi, và ông tuyên bố là ông sẽ dời cái headquarter của công ty SpaceX từ thành phố Houghton ở California, ông sẽ dọn về tiểu bang Texas. Vâng, và sau đó ông tỷ phú Elon Musk cũng tuyên bố trên mạng X là Twitter cũ là ông sẽ move công ty từ X từ San Francisco về Austin, Texas, và ông cho rằng ông đã quá mệt mỏi và với cái cảm giác không an toàn khi ông phải đi ra vào building nơi làm việc tại thành phố San Francisco vì tình trạng homeless và trộm cắp thường xuyên xảy ra. Ủa chị, nếu mà he move như vậy là có nghĩa là he move tất cả những cái hệ thống kinh doanh của him đi, của ông đi ra khỏi California, thì nếu như vậy là đó có phải là một thất thoát rất là lớn cho tiểu bang Cali phải không chị? Đúng rồi, Nelly, kính thưa quý vị, hiện tại thì SpaceX estimate là coi như là ước tính là khoảng 13.000 nhân viên trong năm 2023 thôi đó nha quý vị. Và cái con số mà estimate nghĩa là ước tính cái lợi tức của ông sau khi khấu trừ hết tất cả những cái đó để mà ông phải đóng thuế đó, net income đó, là khoảng 3 tỷ. Và trong một năm đó nghe quý vị, và công ty X cũng được gọi là Twitter, tại vì nó là cái tên cũ của công ty Twitter ông Elon Musk ông mới mua lại,
năm rồi thì có khoảng 7.500 nhân viên và net income estimate khoảng 500 triệu cho một quarter. Vậy thì với tổn thất cho tiểu bang California với số tiền thuế của tiểu bang trên số tiền tỷ này đó quý vị, thì chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu một năm thì quý vị cứ làm cái bài toán đi. Thì đó là chúng ta chưa nói đến số phận của 20.000 nhân viên cho hai cái công ty này cộng lại. Nếu họ không thể move về Texas với công ty vì lý do nào đó, chẳng hạn trường học cho con hay gia đình, công việc làm của chồng hay vợ gì đó, hay là phải ở đây chăm sóc cha mẹ gì đó, thì estimate thôi, mình phỏng đoán thôi là phân nửa cái số nhân viên này sẽ không có đi theo ông, đi theo công ty về bên Texas được, thì sẽ trở nên mất việc làm, trở nên unemployment. Thì đúng là một cái tin tức không vui tí nào cho tiểu bang California, một tiểu bang mà chúng ta thường được gọi là tiểu bang vàng. Và bây giờ thì chắc có lẽ là bị xuống cấp nhiều lắm rồi đó quý vị ơi. Vâng, nếu mà đúng là thật sự ông bứng những cái công ty tỷ đô này mà qua Texas á, là sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp lên rất là cao. Thì sau khi mà Nelly nghe chị Michelle phân tích á, thì Nelly cảm thấy là cũng may một chút á, là nó xảy ra ở San Francisco chứ nó không phải là xảy ra ở quận Cam. Tại vì nếu mà xảy ra ở quận Cam thì Michelle sẽ không có thời gian để mà lên chương trình chia sẻ thông tin với quý vị, mà Michelle sẽ fail đi EDD mệt xỉu luôn. Kính thưa quý vị, Nelly nói đúng quý vị, tại vì trong thời gian Covid đó quý vị, chúng ta có rất là nhiều người thất nghiệp, cho nên là văn phòng của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã phục vụ hơn 2.000 cái hồ sơ EDD mà chưa kịp được giải quyết bởi EDD đó quý vị, tại EDD là một trong những cơ quan của tiểu bang. Thì cái vấn đề này nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta nên lưu ý, là tình trạng thất nghiệp sẽ là một cái tổn thất cho tiểu bang California, từng là mang tiếng là tiểu bang vàng. Và cũng là nói về cái vấn đề phục vụ EDD thì Michelle cũng nhân dịp này thì cũng xin nhắc lại quý vị là địa hạt 36 do thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đại diện cho cư dân, thì nếu quý vị có tất cả những cái vấn đề mà không liên lạc được với những cái state level agency như là DMV, EDD, sở thuế của tiểu bang, hay là Consumer Affairs là cái department mà để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đó, hay là những California Public Utility Commission, là khi quý vị có vấn đề gì với những cái công ty internet hay là công ty điện ga nước nào đó mà quý vị không được giải quyết, không có liên lạc được với họ, thì quý vị có thể gọi cho Michelle ở số 714-374-4000. Đó là văn phòng tại địa hạt 36 của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, và chúng tôi sẽ rất là happy để giúp đỡ quý vị. Và thôi bây giờ enough những đủ những cái tin buồn. Rồi quý vị, bây giờ mình nói tới tin vui nha quý vị. Thì chúng tôi sắp tới sẽ có một cái chương trình hội chợ cho trẻ em. Thì mời Nelly trình bày đến quý vị khán thính giả chi tiết về cái chương trình này. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học mới, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tổ chức chương trình hội chợ miễn phí dành cho trẻ em thường niên lần thứ 2 vào ngày 3 tháng 8 sắp tới đây, vào lúc 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Địa chỉ là 10161 Moody Street, Cypress, California 90630. Và chúng tôi sẽ có rất là nhiều quà tặng để mà tặng cho các em học sinh trong cái dịp nhập học sắp tới đây quý vị. Năm ngoái chúng tôi đã phân phát hơn 600 cái backpack cho các em, cộng với hàng trăm những dụng cụ học tập khác cho các em. Và đồng thời chúng tôi có những cái gian hàng cho gia đình để mà sinh hoạt nhé. Và quý vị có thể đậu xe miễn phí, đậu xe rất ngay cái bãi đậu xe của nhà thờ. Cái địa chỉ là gì em? Dạ, địa chỉ nhà thờ là tên là Seacoast Grace Church. Địa chỉ là 5100 West Cerritos Avenue, Cypress. Cái chỗ đậu xe này là ngay kế bên hội chợ luôn chị. Vâng, chỗ đậu xe rất là dễ dàng quý vị. Đó là một cái thông tin cuối cùng để chấm dứt chương trình hôm nay của chúng tôi. Ngày hôm đó là Michelle và Nelly sẽ có mặt tại hội chợ ở gian hàng cho trẻ em. Thì nếu quý vị muốn gặp để tiếp chuyện với Michelle và Nelly, xin mời quý vị đến tham dự hội chợ trẻ em sẽ tổ chức vào ngày 3 tháng 8 này nha quý vị nha. Nếu quý vị muốn chưa có ghi kịp cái thông tin cho cái địa chỉ tại cái hội chợ cho trẻ em đó, thì có thể liên lạc với Nelly ở số 714-374-4000. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Nelly xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả.